Nó cái học tập ngày 07 tháng 7 nó hàng trăm 16 này sẽ học về cái bài mặt áo hiệu ứng LED sử dụng IC55 và 4007. Thì IC55 là nguyên kiện pháp luật phổ biến bây giờ và việc chúng ta dễ dàng tạo được sung vuông và có thể thay đổi tần số tùy thích với sơ đồ mặt đơn giản, điều chế được độ rộng chung nó được ứng dụng hầu hết trong các mặt đóng các mặt từ đầu. Và việc chúng ta tạo ra một con IC55 đấy, việc chúng ta dùng IC55 để tạo sung và cái con 4017 này dùng để đếm sung, nó sẽ phân sung ra cái con 4017 mục đích của nó là đếm sung thập phân. Đây, đếm sung thập phân khi sung được đưa vào chân đầu sung 14 thì nó sẽ cấp nguồn cho và nó chạy, nó so sánh mức áp. Nếu mà mức áp cao so với mức áp thấp ở đầu ra thì mức đầu vào là mức cao mà đầu ra là mức áp thấp thì nó sẽ sáng lên. Đấy, và nó là vì nó đếm sung thập phân cho nên nó có 10 ngõ ra được liên tục. 10 ngõ ra này và chỉ có một ngõ ra được được kích ở mức cao tại thời điểm nào đó thôi. Ngõ ra gồm có 10 chân ao. Đấy, và sẽ cao lần lượt là từ 0 tới 4. Và ở mức thấp là từ 5 đến 9. Nghĩa là từ chân số số ngõ ra là gồm có 10 chân ra và ở mức cao là lần lượt là từ 0 tới 4. Đấy. 0 tới 4. Cái sung của nó đây. Sung IC 4017 đây xong rồi. Xung của nó là đầu đầu vào của nó là ban đầu là xung cơ lốc, nó được đưa vào nhà này. Chúng ta tạo ra xung cơ lốc bằng cách là chúng ta sử dụng con IC555 và con IC55 này khi mà nó qua cái IC4017 ấy, nó được đưa vào chân 14 trên cơ lốc 4017 ấy, thì nó sẽ tách ra xung thứ nhất dạng như này, xung thứ hai, xung thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, như là nó cắt xung đây, nó cắt xung như đây, tiếp tục nó cắt xung thứ hai, rồi tiếp tục nó cắt xung thứ ba. Đấy, chúng ta để ý rằng là xung đầu tiên thì nó dài hơn, khoảng thời gian từ vị trí này đến vị trí này thì nó dài hơn. Đấy, còn xung thứ hai ấy, xung thứ hai nó lại tiếp tục dài bốn 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 xung đầu từ xung thứ một đến xung thứ bốn. Nó là ở mức áp cao, nó tồn tại ở mức áp cao. Đây, nhắc lại từ ao bút 0 cho đến ao bút 4 là nó ở mức cao, còn ở mức thấp là các giá trị còn lại là từ 5 cho đến 9 là ở ra ở mức thấp. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó chạy, đây đây các bạn thấy không, nó đếm xung lần lượt này, xung nó đếm rất nhanh và từ đây là 1, 2, 3 và bắt đầu lướt 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 từ từ 0 cho đến 4 là ngõ ra mức cao, từ còn từ 5 đến 9 là ngõ ra mức thấp. Chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta cắm bo test, cắm vào mặt thật thì chúng ta cũng phải nối nguồn cho nó, cắt nguồn cho nó nữa. Đây. Bởi vì con trên thực tế ở trên cái phần mềm của nó thì nó không được thể hiện nguồn vào nguồn ra của nó, nhưng mà chúng ta khi mà cắm á, thì chúng ta để ý cái con 4017 ấy, là từ chân số 1 đến chân số 7 là chân output, chân số 8 là chân nguồn, chân số từ chân số 9 cho đến chân 11 ấy, là chân output, chân số 16 ấy, là chính là chân đất. À không, mình nhầm, thử chân số 8 là chân đất, còn chân số 16 là chân nguồn. Chân 14 là chân clock input, nghĩa là đưa xung clock vào.
Còn chân 15 là chân reset inbox, nghĩa là reset lập lại đến mức cái trạng thái vào ra nó ra một lần lượt vào đây. Đây nó đếm xung này, đây, đếm xung sáng lần lượt. Cái con IC555 này nó sẽ cấp xung cho cái con cho cái con 4017. Con 4017 sẽ đếm xung thập phân và nó cấp cái đầu của nó ra của nó, cái xung vuông là được của nó. Trong khi cắm mạch thật, ta lưu ý một điều là ta cần phải cắm cái con số 3 này. Hoặc là chúng ta để con số 5 này để nguyên cũng được, không thay đổi gì được. Mà chúng ta bắt buộc phải cắm cái con số 3 này với một cái con điện trở, một con led nữa, đổ nối với nguồn để chúng ta kiểm tra xem là cái con IC555 nó có tạp xung hay không. Mình nhắc lại nhé, trong khi cắm mạch thật thì các bạn phải cắm thêm một cái điện trở, một cái led nữa, đổ nối với nguồn này. Đấy, để chúng ta test thử là nó có sáng hay không. Đấy, xung nó được tạo ra như thế nào. Bây giờ chúng ta vào cái phần đầu tiên là phần tìm hiểu IC555. IC555 là nó là IC khác cũng như ban nãy mình đã nói, nó là IC đủ dùng hầu hết trong các mạch tạo động hoặc là mạch tạo dao động, là linh kiện phổ biến, dễ tìm, dễ dàng tạo được xung vuông và bằng cách có thể thay đổi tần số tùy thích. Chúng ta thay đổi tần số bằng cách chúng ta đưa vào cái con IC555, IC407 đấy. Đấy, chúng ta đưa vào con IC407, nó tạo xung các xung ra. Ở chân số 1 của nó là của con IC407, IC555. Chân số 1 của con IC555 là nối đất. Chân số 2 là chân áp, nó bằng 1/3 mức áp mình nuôi. Chân số 3 là chân lấy tín hiệu logic. Chân số 4 là lập định trạng thái mức ra. Còn chân số 5 là dùng để làm thay đổi mức áp chuẩn trong IC555. Chân số 6 là chân áp chuẩn bằng 2/3 so với mức mùa nuôi. Chân số 7 là chân để như một khóa điện tử chịu nhiệt. Chân số 8 là chân nguồn IC4017. Đấy, IC4017 chúng ta tìm hiểu thêm con IC4017. Còn con là mình nhắc lại những kiến thức của IC555 video trước đã có. Còn IC4017 nó sẽ có dạng như sau. Đây, từ chân số 1 cho đến chân số 7 là nó là các mức tín hiệu ra. Còn chân số 13 là chân được 13, 14 là chân được đưa xung cơ lốc vào. Chân số 15 là chân reset. 16 là chân nối với nguồn. Chân 8 là nối với đất. Đây, và chỉ có một ngõ ra thôi, nghĩa là trong khi mà chúng ta đưa xung vuông vào thì nó chỉ ra một ngõ thôi, ra ngõ số 5, số 1, số 0, số 2 gì đấy. Đấy, và từ số 0 0 1 2 3 4 là chân ra ở mức cao, còn lại là chân ra ở mức thấp. Bây giờ chúng ta cần tìm hiểu một điều nữa là làm thế nào để chúng ta tính được chu kỳ làm việc của nó. Chu kỳ làm việc tầng, bây giờ quay trở lại, nếu chúng ta muốn điều chế độ rộng xung, IC555 thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, muốn điều chế độ rộng xung thì ta phải đầu tiên là chúng ta phải xác định tần số đầu ra của tín hiệu. Tần số của tín hiệu đầu ra F sẽ bằng một phẩy bốn nhân cho chia cho R1 cộng với H1
2 R2. Và nhân với C1 nữa. Đấy, thì nó sẽ ra được cái tần số của tín hiệu đầu ra. Và việc chúng ta tiếp theo là chu kỳ tín hiệu đầu ra. Chu kỳ của nó được tính như thế nào? T nó sẽ bằng 1 trên F. Đấy, và chúng ta sẽ bằng với 0,7 nhân với R1 cộng với 2R2. Chúng ta nhân với C1 nữa. Đấy, nó ra cái chu kỳ tín hiệu đầu ra. Còn thời gian tín hiệu ở mức cao, thời gian tín hiệu ở mức cao sẽ được tính là T1 sẽ bằng 0,7 nhân với R1 cộng R2. Nhân với C1. Tiếp theo là thời gian tín hiệu ở mức thấp. T2 nó sẽ bằng T2 bằng 0,7 nhân R2 nhân C1. Nhân cho R2 nhân với C1. Đấy. Thì thời gian T trong đó T là thời gian của một chu kỳ toàn phần được tính bằng giây. F là tần số dao động tính bằng Hz. R1 là điện trở tính bằng ôm. R2 là điện trở tính bằng ôm. Và C là tổng điện tính bằng Farad. Như vậy chúng ta dựa vào những cái đặc tính của con IC555 này mà chúng ta có thể điều chế cái độ rộng xung của nó. Đấy, là các xung của nó bằng con IC4017. Chu kỳ làm việc của nó sẽ là T sẽ bằng 'thời gian on tức là on trong từ on time ấy. Cộng với thời gian off. Và là hàng số. Đấy. Trong công thức ta sẽ lấy thời gian bằng thời gian on, ta chia cho thời gian của cả hai thành phần. Rồi, sẽ được. Và bây giờ chúng ta quay lại sự kết hợp giữa hai con IC này như thế nào. Đây, xung sẽ được đưa cho qua chân 10, xung nó sẽ đưa qua chân 13 và nó đưa sang chân 14 của xung clock. Từ đó nó sẽ chạy xung ra, xung thứ nhất chạy con led thứ nhất, xung thứ hai chạy con led thứ hai, xung thứ ba, đấy cứ lần lượt như vậy và nó đếm liên tục.
nguyên lý của nó là khi ta cấp nguồn 5 vuông vào đấy, nguồn 5 vuông vào IC55 sẽ tạo ra xung vuông, tạo ra xung vuông đưa nó chân 14 clock. Ngay sau khi cái xung clock đi vào, IC4017 sẽ xuất hiện ở mức cao, ra lần lượt các chân là output 0 cho đến output 9 đấy, làm cho bóng đèn led được mắc nối tiếp với chân này sáng luôn phiên. Và chúng ta thấy là ta có thể điều chỉnh độ rộng của các con led này bằng cách vặn nghiêng trở và để thay đổi cái tần số xung clock chúng ta nãy mình nói đây. Vặn nghiêng trở thì chúng ta sẽ thay đổi được các tần số đầu ra đấy. Thay đổi R, khi ta vặn nghiêng trở ta thay đổi R, mà khi thay đổi R ấy thì F nó sẽ thay đổi theo, F nó sẽ thay đổi theo thì chu kỳ nó sẽ thay đổi, thời gian tín hiệu mức cao, thời gian tín hiệu mức thấp nó cũng thay đổi theo, chu kỳ làm việc cũng thay đổi theo, dẫn tới việc là các đèn sáng tắt chậm hay nhanh, độ nhảy của đèn như thế nào là phụ thuộc vào biến trở, chúng ta bảng biến trở. Bài nhật ký học tập đến đây là kết thúc.